Thôi, xin chào các bạn, mình là Long, còn kia là Hiệp. Chào mừng các bạn đã đến với địa điểm Long Khánh. Thì hôm nay mình và Hiệp sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm hiện đang có chôm chôm chín sớm ở thị xã Long Khánh. Và hiện nay thì tụi mình đang ở Bầu Trâm đây. Và đây là các chú đang thu hoạch chôm chôm này, chôm chôm Thái. Và hôm nay cũng đã là một trong nhiều vườn có chôm chôm chín sớm ở đây. Thì mời các bạn cùng đi tham quan hả? Đây, giới thiệu với các bạn, đây là vườn của chú Tiên. Vườn chú thì ngoài là thu hoạch chôm chôm để bán cho các công ty, thì chú còn tạo điều kiện cho khách du lịch vào thăm vườn, ăn uống chôm chôm, ăn chôm chôm thoải mái. Đây, mời các bạn ha. Mình phân loại là các trái nào ngon, cái nào tốt, đẹp sẽ đổ vô cái thùng này. Vô cái thùng ở đây, thì vô cái thùng xong đó thì mọi người sẽ đóng gói lại xong đưa ra miền Trung. Đây là được đóng thùng rồi. Đây, nói cho những bạn chưa biết thì chôm chôm Thái chỉ cần xanh xanh như vậy là chúng ta cũng có thể ăn được rồi. Đây à. Đây, xanh như vậy là đã ăn cũng rất là tuyệt vời, rất là ngon rồi. Nó giòn. Chôm chôm Thái thì đặc trưng của nó là không để quá chín, tại vì khi mà quá chín thì ăn nó sẽ bị nước, nó bị bở, ăn không ngon. Hơi hườm xanh xanh như vậy là người dân đã bắt đầu thu hoạch rồi. Mình và Long đang đi lòng vòng thăm quan xung quanh vườn của chú, thì chú cũng phải trên 100 cây, rất là rộng, các bạn nhìn thấy không? Đằng kia thôi đã thấy xa rồi. Tưới cây thì hình như là chú tưới bằng bếp hết. Cũng lưu ý với các bạn ha, nếu các bạn có ý định vào trong vườn này á, thì cũng các bạn nên vào, các bạn ăn những hái trái thôi, đừng không nên bẻ cành, vì thật sự là để có được một cái cành chôm chôm như thế này á, người nông dân của chúng ta phải trồng và chăm rất là kỹ, và nếu mà gãy một cành thì năng suất năm sau nó sẽ không đạt như năm nay nữa. Thành ra các bạn ăn, tức là ăn thoải mái là các bạn có thể hái trái và các bạn ăn, nhưng mà tuyệt đối không bẻ cành ha. Về mua về thì cứ bảo chủ vườn, cứ bảo chú Tiên sẽ ra hái cho các bạn và bó thành một bó chôm chôm để mang về. Hái chôm chôm là phải leo cao như vậy á. Chúng mà chịu ăn tuổi rồi, về mà ăn cái vỏ. Mà thường thì những người nông dân người ta biết leo thôi. Chú leo cao quá các bạn ha. Cái cành nó rất là nhiều trái. Mình sẽ dắt cho các bạn đến một cái vườn khác nữa cũng gần đây luôn. Đi. Năm nãy thì chú cũng giống như vườn của chú Tiên á, thì chú Tám Nỉ cũng tạo điều kiện cho khách du lịch. Năm đầu ba mình cũng xuống đây, năm vừa động mới xuống đây, cách tuần lễ cũng xuống đây. Dạ. Hôm qua cũng xuống dụng cơm quay lên được ba mốt triệu là tụ nó xuống, rồi kia mình xuống. Dạ đúng rồi. Mình bên cái gì? Dạ bên địa điểm Long Khánh chị. Du lịch gì đó nè. Không, bên địa điểm Long Khánh. Địa điểm hả? Dạ, địa điểm Long Khánh. Bên du lịch riêng hả? Bay phim cái vườn này là phải có quà rồi vườn. Ba lô quà. Ông Hoàng ông hứa tôi mà. Dạ. Ông cho tôi. Đi cô chú ở đây thì, rất là nhiệt tình các bạn thì ha. Tụi con quay clip là để giới thiệu. Tại giờ khách du lịch ở Sài Gòn người ta cũng cô chú có nhu cầu còn siêu nhiệt tình luôn.
thể là ông mua một hai cái vườn này ông mở du lịch. Cái vườn này là một trong những cái vườn mà có chôm chôm sớm nhất ở Long Khánh luôn á. Nhưng mà nếu mà thường thì chôm chôm chóc mà lại mấy loại xanh xanh thì hồi nhỏ con hay ăn là chấm với muối ớt á. Đúng rồi. Bây giờ con ăn muối ớt không, cô vô lấy muối ớt. Ừ, cái đó là gọi là đặc trưng của chôm chôm xanh luôn á. Rồi hôm nay mình vào đây mình ăn nè, mình thử ha. Kiến quá trời. Đây. Chôm chôm khi bóc ra. Đúng mà. Chấm muối ớt. Nhìn là chảy nước miếng luôn á. Đây. Tuyệt vời. Đây nha. Chôm chôm xanh chấm muối ớt. Đây là cái vườn đó, gà ta thả vườn đầy gà ta, rồi bên kia là một cái ao, cái hồ nhỏ để trữ nước để tưới tiêu. Giờ anh này anh đi hái chôm chôm nè, đem về chỗ kia để cho các cô các chú lặt. Mình cùng đi coi cái quá trình hái chôm chôm như thế nào. Trước đây họ bắt thang lên đây. Đây ở đây là đây là những cái cây chôm chôm chóc khá là sai quả luôn đó. Họ chống cây chống thang lên một ngày là thường hái được mấy cây anh, hay là hái tính tạ? Hái tạ chứ đâu biết đón được cây này bao nhiêu đó. À vậy hả? Nếu rồi ba cây ba cho đón được ghê. Thành quả quá dữ. Vừa rồi Long và Hiệp ở địa điểm Long Khánh đã giới thiệu cho các bạn hai vườn chôm chôm chín sớm ở Bầu Trâm, thị xã Long Khánh. Và hy vọng rằng trong mùa hè này các bạn sẽ sắp xếp thời gian để đến tham quan và thưởng thức các loại trái cây, và đặc biệt đó là chôm chôm Thái, chôm chôm nhãn, chôm chôm chóc của thị xã Long Khánh. Và đừng quên like và share bài viết này để cập nhật thêm thông tin ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở các cái vlog lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.